Hai các bạn, hôm nay mình có một cái clip muốn gửi đến các bạn một cái clip review về một cái bộ phim rất nổi tiếng vào năm 2013, là bộ phim Pacific Rim của là của hãng đồ chơi là của hãng NECA. Tên của con phích này tên là Gypsy Danger, và nó cũng là một con robot. Nó rất một robot nghe lãnh đạo, như là leader đấy, lãnh đạo của nguyên một đàn Jaeger luôn. Nó là chính. Thì đây là bản 1.0, lúc mà bản Battle Damage, lúc mà đánh với con Nighthead á, là cái con đầu dao á, lúc mà đầu phim luôn á, là cái con này nè. Ok, nó là bản 1.0 thì là bản Battle Damage. Thì đầu tiên mình sẽ nói ra cái box. Cái box này là bản Battle Damage, cho nên nó có cái Battle Damage ở đây. Đây là cái tên Gypsy Danger. Ok, đây là các bạn có thể thấy đây là cái hình dạng của con figure trong phim. Còn ở trên đây là chữ Pacific Rim, logo phim. Jaeger thì nó tiêu diệt được khoảng 10 con kaiju. Ok, thì đây là mặt trước, bạn thấy giờ mặt sau là thông tin đầy đủ về con figure. Thì nó là ở thế hệ cấp 3, là Mark 3. Cái này là cái logo gì đó của mỗi con figure hoặc là mỗi con kaiju, thì nó đều có một cái logo gì với biểu tượng nhỏ vậy đó. Dưới đây mình không hiểu đó là cái gì. Đây là cái con các nhân vật trong series. Cái này ở dưới đây là các hãng, và cuối cùng là bề mặt dưới. Ok, thì xong cái box, mình để qua anh đây. Tới với con fix, thì đây là con New Rangers bản Battle Damage. Ok, các bạn có thể thấy rằng từ trên tới dưới nó sơn một màu xanh xanh đen á, với nó pha trộn với cái màu đen đen như là bụi bụi lên á, với mấy cái trắng trắng mà chạy chạy xước tùm lum đây nè. Chứ bạn có thể thấy đây, màu chạy xước ở vòng vòng trên ngực hai bên đây, đây ở dưới phần chân, khắp người luôn. Thì tại là bản Battle Damage nó làm giống như là dơ á, nghĩa là trong in the battle á, là trong chiến tranh á, là nó đánh với quái vật rồi nó rồi bị bụi bặm rồi chạy xước khi mà đánh nhau á, thì nó bị như thế. Đây là mặt trước. Okay, mặt sau là thì là mặt sau các bạn có thể thấy là nó trang bị với hai cái ống phản lực, với hai cái cũng là ống phản lực nữa, để bắn, để bay như là để sắn tới á. Thì các bạn có thể thấy là nó lầu luôn cái như là cái xương sườn hai bên. Mấy cái ống này là mấy cái ống lúc mà đánh với cái con quỷ mà biết bay, với cái con bò bốn chân á, trong thành phố á, là hai cái này là cái máy như là cái tạo băng á, cái tạo để đóng băng lại á. Đấy, còn này là cái lò phản ứng gì đó, để khúc cuối nó bắn ra cái ấy, bắn ra cái gì đó để tiêu diệt nguyên cái lỗ thủng của ở dưới đại dương. Thì sơn cũng rất là đẹp, màu vàng của nó trộn lẫn với màu cam, rồi nó nhiều màu trong đây lắm, màu đen rồi màu vàng, thậm chí là mấy cái lớp bóng nữa. Đây là con mắt. Các bạn ngồi đây là để mình chỉnh cái camera lại. Mà nó hơi mờ. Bạn có thể thấy là nó có cái màu đỏ ở đây nè. Màu đỏ. Màu đỏ trên đầu nữa, với một màu trắng. Với màu vàng cho con mắt. Ok, màu sơn rất là đẹp.
Thì đây nó cũng có một cái màu đỏ nho nho nhỏ ở dưới đây nè, cái màu trắng. Đây, đây là mặt sau làm ra cái bản Battle Damage này, nó cũng rất là đẹp. Mình cũng khá thích về cái màu sơn. Thì do là hãng NECA, NECA họ rất là chú tâm đến cái việc mà mô phỏng. Họ mô phỏng rất là giống trong phim bất cứ con figure nào. Nhất là mấy con này nè, mình rất là thích là nó giống như trong phim luôn. Trong phim nó sao là ra ngoài nó y chang gì. Okay. Thì đây là tiếp theo là phần cử động. Thì cái đầu của nó có thể di chuyển nhìn lên. Nó khớp rất là cứng, giống như là bị dính sơn vậy. Mà mình chưa có rảnh để mình làm lại như cái cách của cái một anh trên group chỉ. Trên group Neka chỉ. Thì cái đầu cũng có thể xoay qua, xoay lại được. Nhưng mà nó như là nó bị cứng sơn của cái đầu đó. Nó khó, rất là khó cái điều khiển cái đầu. Giờ đây là cái phần tay nó có thể xoay. Nó có thể xoay 360 độ. Ok. Thì còn cái nào này thì nó cũng có thể di chuyển lên xuống. Nhưng mà mình rất là khác, mình cái này nó như là một cái khớp máy thôi. Nó phải là hai khớp, nó chỉ một khớp một thôi. Cho nên nó không có đẩy lên hết được, nó bị chặn bởi cái này nè. Đây cũng là một cái điều mà mình khá là không thích cái con này. Cái rồi chỗ cái tay nó có thể nó là khớp tròn nên nó có thể xoay đủ kiểu. Hay lên xuống được một chút, xoay qua xoay lại. Ok. Còn chỗ cái phần chân này á, cái khớp háng nó không thể bành ra được, chỉ là biên độ rộng nhất nó có thể làm được là do nó bị vướng ở cái chỗ cái chân chỗ này nè. Cho nên nó không thể ấy ra được. Rồi nó có thể lên được tới đây. Còn ra ngoài sau thì cũng được tới đây. Ok. Rồi khớp chỗ cái đùi. Nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, chứ nó chỉ có nó không có vô trong được nữa. Còn cái con ấy, cái con kia thì cái con ở 2.0 thì mình rất là thích là tất cả vòng toàn bộ khớp nó rất là đã. Nó có thể mấy đủ kiểu, để một hồi đó mình sẽ so sánh. Thì đây là cái khớp ở dưới đây thì nó có thể chỉ có đẩy cái này lên thôi. Nó không có cái khớp gì hết, nó có chỉ có một chút xíu thôi, nhưng chỉ nó không có lên xuống như linh hoạt như con 2.0. Ok. Thì khớp của cái con này thì nó rất là hạn chế. Nếu mà so với con 2.0 mà tôi thì mình không có, nhưng mà nếu mà so với nó thì con này thua nhiều. Là cái khớp chỗ này nè, cái khớp ngay chân cái chân của nó chỗ này nè, nó hơi bẻ ra luôn, bẻ ra tút mày bẻ lên, cái này nó hơi bẻ lên trên luôn. Con này không được, với cái chỗ này nữa nó có thể bẻ hết luôn, nghĩa là hai khớp nó bẻ lên tới trên đùi, đụng cái đùi này luôn, đụng cái đấy khớp đùi cho nó luôn. Ok. Với một cái thì nó là bản Battle Damage nên NECA có cho nó hai cái phụ kiện. Thì đây là hai cái phụ kiện mà đi kèm của con Battle Damage là hai cây kiếm, là ở trong hình nó cũng có nè, nó trong hình nó có hai cái bên đây nè, là cái chỗ này nó có cái để mình ấy lên chút. Tối quá các bạn sẽ không thấy được, nhưng mà nó có một cái khe nhỏ đó, nó nhỏ nhỏ gì nè, không biết các bạn thấy không thì không biết.
Nhưng mà nó có một cái khe nhỏ để đút cây kiếm vô đó. Thì là hai cây kiếm của nó. Cây kiếm này mình không hiểu tại sao là nó khác với bản 2.0. 2.0 thì cây kiếm nó rất là đẹp. Còn cây kiếm nó như là nó lăn cưa thôi. Các bạn hãy lưu ý là cây kiếm này các bạn không thể để ý ấy được. Khi các bạn để cho nó cấn chỗ nào thì nó sẽ bị cong. Cái tay rất nhựa này, nhựa mềm, nó rất là mềm. Rất là mềm cho nên rất là ấy. Thì mình có thể gắn vào thì các bạn hãy lưu ý á, là nó có một cái điều mà mình thấy thích ở đây nè, là cái con này á, là nó gắn được á, nó gắn cái cây này vô á, là nó gắn cái kiểu để mình lấy cái hình là dễ so sánh nhất. Nó cái hình là cái miếng này nè, là cái là cái này nó phải đưa ra ngoài, mấy cái đường này là nó phải nằm ở trong, và còn mấy cái còn mấy cái này phải nằm ở ngoài. Ok, thì nó vậy đó, nó như giống như trong hình vậy á. Mình không hiểu tại sao nhưng mà mình gắn như là các bạn gắn theo trong hình á, trong hình có, nhưng mà tại cái camera mình nó không có đủ độ sáng để nó thấy được cái chi tiết, tại cái này là cái kiếm nó màu đen với lại nó như khó khái nhưng các bạn cũng thông cảm cho mình. Ok, bây giờ mình gắn cái kiếm vào. Đó thì đây là cái dạng mà kiếm của nó. Các bạn có thể thấy đây là dạng kiếm của Gypsy Dancer. Nó có thể gắn luôn cả được hai tay. Thì để mình gắn vô. Thì nó rất là ấy, thì cái tuy thì đây là con Gypsy Dancer của mình, thì các cái khớp của con này rất là theo mình thì nó cũng tạm ổn chứ không phải là ngon, nó cũng được, khá được. Nhưng mà cây kiếm thì mình không thích cái cây kiếm này. Các bạn có thể thấy thì cây kiếm này nó rất là dễ xúc ra hơn cây kiếm mấy cây kia, còn hơn con 2.0, còn con này thì nó rất là dễ xúc. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp và review con Rim Sentai Full, là cái con người Trung Quốc con ba tai á. Bye các bạn.